À, chào các bác. Hôm nay mình hướng dẫn các bác từ A đến Z ha, cách mà mình mở bên up cũng như là mình chọn bút rồi mình viết ha. Rồi, trước tiên là mình vào ứng dụng bên up. Các bác chọn dấu cộng ha, rồi mình ghi là mình chọn là vẽ trên ảnh. Thì ở đây á, chọn vẽ trên ảnh mục đích là mình sẽ chọn một cái ảnh để cho nó ngang dọc ha, cái ảnh cái khung lưới ô vuông vậy nè, cho nó ngang dọc. Cái này là mình chỉnh độ mờ độ rõ của hình ảnh nền ha, mình chọn lưu. Các bác yên tâm, mình sẽ lồng ảnh vào sau ha. Bây giờ mình sẽ chọn bút, đây chọn cái bút cọ thứ ba ha, này là cọ thư pháp ha. Xong mình chọn tùy theo cái nhu cầu của mình mà mình đậm nhạt hay là nhỏ to, có nghĩa là cái này á là dùng để cái kích thước mắt, có nghĩa là kích thước lớn nhất của cái nét cọ. Mình ví dụ ở đây là kích thước là 20 đi, 21 đi, thì khi mà mình đè mạnh nè, đè mạnh thì nó sẽ lớn, có nghĩa là cái đường này là đường 21. Nhưng mà khi mà mình viết nhẹ nè, đó, mình viết nhẹ ha, thì cái nét nó nhỏ đó ha, đè mạnh nè, nhẹ nè đó ha. Rồi thì nếu mà viết chữ lẻ thì nó tầm 21, còn mà muốn viết được chữ to thì mình có thể để 100 ha. Ví dụ mình viết nét to nè, đó các bác thấy không, 100 của nó là nó đè mạnh là nó lớn cỡ này, nhưng mà mình viết nhỏ nhẹ thì nó cũng nhỏ thế này đó. Thì cho nên là cái lực bút nó rất là quan trọng. Rồi mình viết thử một câu ha, tầm 25 đi. Thử ha. Mình không hài lòng thì mình bôi ha. Đó ha. Có thể là thế này. Ha. Các bác viết đè mạnh thì nó to ha, đè nhẹ thì nhỏ. Cái tay là đầu đất đức, đất thời đất lợi đất nhân tâm ha. Thử chữ mình hơi xấu ha. Tùy các bác thích viết cái gì thì mình viết ha. Mình o rồi lại đây mình viết đại gì đó, viết 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 đại để mình minh họa cho các bác xem thôi. Chứ còn nếu mà viết thật thì lâu lắm, mình hay nắng nó. Ha, ví dụ thế thôi, chứ còn như này thì còn xấu lắm.
thì có thể là thế này, mình có một cái thủ thuật là thế này, mình có thể phóng to nó lên ha. Rồi cái nào mà mình cảm thấy chưa đẹp á thì mình có thể chọn cái nét cọ nhỏ lại để mà mình ví dụ như chữ A đấy, mình tô tô cái đầu nữa ha cho nó đẹp đẹp một tí, ví dụ như nhọn quá thì nó hơi kỳ đấy, có thể là như thế đó, mình ví dụ thế ha. Ví dụ chữ D thì có thể cái đầu nó tròn tròn chiếu cái lúc mình viết, thì nhiều khi mình không có theo cái ý của mình thì từ từ mình sửa sao ha. Ví dụ như thường chữ D thì mình, với chữ A thì mình tô cái đầu nó to to lên xíu đấy. Các bác nhìn người ta viết á thì mình cũng học theo thôi, mình thì cũng học theo trải qua cái trường lớp nào hết. Thì bây giờ mình cứ thế này thôi, thì có thể là chấm chấm đồ đây ha, đó vậy đó. Rồi bây giờ mình thay đổi ảnh nền thì cũng thế, đây mình chọn cái này, bây giờ mình sẽ có thể xóa ảnh hoặc chọn từ bộ sưu tập luôn ha. Ví dụ những cái mà mình tải về mình có thể ghép nó vào một cái ảnh nào bất kỳ, mình ví dụ ảnh này đi, thì mình có thể chọn ở góc ảnh đó ha, chọn độ mờ, độ mờ thì mình chọn độ rõ hết, cực rõ đó ha. Mình không ưng thì mình có thể chọn qua cái góc bên này tí ha. Mình viết thì mình canh vào giữa một tí rồi ha. Chúc các bạn thành công, những lưu nháp ha. Thì khi mình lưu nháp á, thì khi mình mở nháp lên này, thì nó vẫn có ở đây đó, nó vẫn có ở đây đây, đồng thời là nó sẽ lưu cái này lại ở bên bộ sưu tập ha. Rồi chào các bạn.